Hello, xin chào tất cả mọi người. Sau 12 giờ, MV của Jack lọt top trending 5 quốc gia. Sự trở lại của Jack và sản phẩm âm nhạc Hoa Hải Đường vừa qua đã tạo được một cơn sốt nhất định khi nhanh chóng đạt gần 3 triệu view cũng như debut thẳng top 2 trending YouTube. Tính đến thời điểm 12 giờ sau khi lên sóng, Hoa Hải Đường của Jack vẫn đang giữ thứ hạng top 2 trending cùng hơn 6,7 triệu view trên YouTube. Không chỉ đạt top 2 trending YouTube tại Việt Nam, trên web chuyên trang thống kê lượt view các video trên YouTube ghi nhận MV Hoa Hải Đường của Jack đang đạt top 19 trending Canada, top 28 trending Hàn Quốc, top 29 trending Đức, top 32 trending Hoa Kỳ và top 34 trending Úc.